Mặc dù giá heo hơi đang có xu hướng tăng, tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn đang thận trọng trong việc tái đàn vì lo ngại dịch bệnh và chi phí đầu vào vẫn ở mức cao, trong khi các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thận trọng trong việc tái đàn vì giá thành chăn nuôi khá cao do không chủ động được con giống và thức ăn chăn nuôi thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn lại lên kế hoạch tăng đàn nái. Trong đó một phần liên kết với nông dân, giá heo hơi hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2024, giữ ra tăng nhanh tại miền Bắc tại khu vực miền Bắc. Sáng nay, miền Bắc tiếp tục biến động tăng 1.000 đồng kg tại các tỉnh Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Hải Dương và Hà Nam. Hiện tại, ngoài hai tỉnh Lào Cai và Nam Định đang giao dịch theo hơi với giá 67.000 đồng mỗi kg. Thương lái tại các địa phương còn lại trong khu vực thu mua trong khoảng 68.000 đến 70.000 đồng kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Bắc Giang là 69.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 68.000 đồng mỗi kg. Lào Cai là 67.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 69.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 68.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 69.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 69.000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 69.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 69.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 69.000 đồng mỗi kg, Hà Nội là 70.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 68.000 đồng mỗi kg. Tuyên Quang là 69.000 đồng kg. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, thị trường heo hơi miền Trung, Tây Nguyên khá ổn định. Đắk Láng là, là tỉnh duy nhất thay đổi tại khu vực này trong phiên sáng nay, đạt 65.000 đồng kg. Tại các địa phương còn lại, giá heo hơi vẫn đi ngang trong khoảng 63.000 đến 67.000 đồng kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa là 67.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 67.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 65.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 65.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 64.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 64.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 65.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 64.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 64.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 64.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 63.000 đồng mỗi kg. Đắk Lắc là 65.000 đồng mỗi kg, Ninh Thuận là 63.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 64.000 đồng kg. Tại khu vực miền Nam, tại khu vực miền Nam, mức giá 66.000 đồng kg đã được ghi nhận tại Bình Dương và Đồng Nai sau khi điều chỉnh tăng 1.000 đồng kg. Cùng mức tăng này, heo hơi tại An Giang được bán ra với giá 65.000 đồng kg. Hiện tại, giá heo hơi tại thị trường này đang dao động trong khoảng 63.000 đến 65.000 đồng kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Bình Phước là 65.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 66.000 đồng mỗi kg, Thành phố Hồ Chí Minh là 65.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 66.000 đồng mỗi kg, Tây Ninh là 65.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 65.000 đồng mỗi kg, Long An là 64.000 đồng mỗi kg. Đồng Tháp là 65.000 đồng mỗi kg, An Giang là 65.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 65.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 65.000 đồng mỗi kg, Kiên Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 64.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 65.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 63.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 63.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 63.000 đồng mỗi kg. Bến Tre là 64.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 64.000 đồng mỗi kg.